Tất cả mọi thứ liên quan tới cuộc sống của con người thì theo như mình thấy là ngày càng trở nên được gọi là, dùng một từ là gì nhỉ? Cơ động hóa. Và từ ngày xưa khi chúng ta có những cái máy Walkman to tổ bố để có thể chạy được những cái đĩa CD tầm những cái mặt mình đúng không? Thì bây giờ chúng ta ngày càng trở nên rút ngắn lại từ iPod bé lưu được nhiều bài rồi dần dần chuyển sang thậm chí là điện thoại không cần phải cầm theo iPod nữa. Thế nhưng yêu cầu của con người thì không bao giờ có giới hạn cả. Cái việc mà thu nhỏ lại trang thiết bị thì theo như mình thấy là không hề ảnh hưởng gì đến cái thị hiếu và nhu cầu muốn được nghe chất lượng âm thanh ngày càng trở nên tốt hơn. Cho nên là công việc của nhà sản xuất và cũng như là những người phát triển rồi thì là sáng tạo đó là đem đến cho chúng ta những thiết bị để có thể nghe nhạc ngày càng trở nên hay hơn nhưng vẫn ngày càng trở nên di động hơn. Và sản phẩm hôm nay mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là một sản phẩm đem đến một cái thông điệp có thể coi là chúng ta có thể nghe nhạc hay boost cái chất lượng âm nhạc của chúng ta ở mọi lúc mọi nơi. Đây chính là thiết bị AudioDirect Beam tới từ AudioDirect, một nhà sản xuất của Trung Quốc. Và cũng đúng như thông điệp của mình, AudioDirect Beam sẽ hướng tới cho người dùng có một chất lượng âm thanh tốt hơn khi mà họ cung cấp cho chúng ta một cái cục đá sức mạnh bé bé như thế này để cắm vào tăng cường chất lượng âm thanh cho không chỉ là điện thoại, PC và thậm chí là nhiều thứ khác nữa. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không có nghe mình làm nhảm thêm phần sau nhỉ? Bắt đầu video nhá. Trước hết thì mình cũng sẽ nói luôn về điểm chính của thiết bị này để cho các bạn có thể nắm được. Thì đây là một chiếc đáp mini giúp tăng cường âm thanh cho máy tính này, điện thoại và thậm chí là cả máy nghe nhạc nữa. Và như mình đã nhắc ban đầu thì AudioDirect là thương hiệu của một hãng tới từ Trung Quốc. Đấy là những cái thông tin bên lề. Còn sản phẩm của chúng ta thì mình thấy được làm khá là gọn gàng. Cái hộp của chúng ta thì sẽ được ghi chữ AudioDirect Beam và thiết bị nhỏ nhỏ như thế này. Mặt sau thì các bạn sẽ có rất là đầy đủ thông tin vào đây. Anh em nào quan tâm thì đọc mặt sau này hoặc đọc sớ. Mặt trước thì chúng ta sẽ có cái dòng là Hi-Res Audio. Cái này thì để cho anh em cảm thấy tín hơn về sản phẩm. Cách mở hộp thì cảm thấy khá là gọn và đơn giản. Đối với một thiết bị mà có mức giá rơi vào tầm 2 triệu thì mình nghĩ rằng nhà sản xuất cũng đã tương đối là kỹ tính và cẩn thận khi trang bị cho chúng ta một cái hộp cũng không tệ cho lắm. Trong hộp bên cạnh cái adapter của chúng ta thì các bạn sẽ có một cái hộp nữa có rất là nhiều phụ kiện ở trong này. Và đây chính là điều mà mình đánh giá rất cao sản phẩm Beam tới từ AudioDirect. Bởi vì là họ trang bị cho chúng ta cực kỳ đầy đủ phụ kiện. Các bạn gần như có thể cắm vào bất kỳ một thiết bị xử lý âm thanh nào mà không cần phải mua thêm dây ngoài nữa. Bởi vì họ cho chúng ta rất đầy đủ. Đây là tai C USB nhá. Đây là Lightning tai C nhá. Còn đây là tai C nhá. Cực kỳ nhiều. Và mình thấy rằng là cái dây này cũng được AudioDirect hoàn thiện rất là cẩn thận. Đầu thì là mạ vàng này. Rồi thì cái đầu cắm thì làm bằng nhựa đen cảm giác rất là đẹp. Dây thì là dạng dây tết đan, nhiều vòng xoắn dạng mắt xích, vàng đen trắng. Nó không chỉ là làm đẹp về mặt thẩm mỹ mà mình cảm giác rằng khi cầm ở trên tay, cái sản phẩm này nó cũng có một cái độ chắc chắn nhất định. Từ những cái rất là nhỏ như thế này mà mình cảm thấy rằng là nhà sản xuất đã đặt rất nhiều tâm huyết và cũng như là cái sự quan tâm và chu đáo cho người dùng. Quá nhiều phụ kiện luôn, anh em không cần phải mua ngoài nữa. Đấy là tất cả những cái gì mà các bạn cần quan tâm tới phụ kiện trang thiết bị đi kèm chiếc DAC mini này. Vậy thì quay trở lại với sản phẩm chính thì cái đầu tiên mà phải nói rằng ai cũng sẽ bất ngờ về Beam, các bạn biết là gì không? Thì thực ra là biết hết rồi đúng không? Nó quá là nhỏ và nó quá là nhẹ. Cầm trên tay, đặt trên lòng bàn tay thì các bạn gần như là không hề cảm thấy trọng lượng của chiếc DAC mini này. Chất liệu thì tất nhiên là bằng nhôm nguyên khối rồi. Chúng ta sẽ có logo của AudioDirect và cũng như là cái ký hiệu Hi-Res Audio dán ở trên thân của sản phẩm. Các bạn sẽ có hai cái đèn nhỏ nhỏ, đó là PCM và cũng như DSD để cho bạn nào mà thích chơi hardcore thì cái DAC này của chúng ta cũng sẽ có hỗ trợ. Một điều mình cảm thấy rằng hơi trái ngược một chút so với cái hoàn thiện của chiếc Beam này. Nghe như BMW nhá. Thì tóm lại là cái điều mà mình cảm thấy hơi yếu điểm một chút ở trên thiết kế ấy, nó là ở nằm cái cần gạt công tắc play power. Cái đoạn này thì nó không thực sự là cho mình cảm giác cứng cáp và chắc chắn lắm so với những phần còn lại của cái DAC mini. Nó có vẻ hơi bị nhỏ và khá là dễ gạt. Các bạn cho vào túi quần mà chẳng may gạt nhầm vào thì nó cũng dễ thôi. Lẽ ra là hãng nên làm một cách gì đấy mà cho chúng ta ít bị động chạm vào hơn, và động chạm vào thì cảm giác yên tâm hơn, khỏi lo nó bị gãy. Vì cái đoạn này trông có vẻ hơi yếu. Cạnh đáy của Beam là một vài nét cắt vát trông khá là đẹp và tạo nên điểm nhấn của thiết bị. Và chúng ta sẽ được trang bị một đầu Type-C và cũng như một đầu 3.5 cho dễ sử dụng hơn đấy. Và cách kết nối của sản phẩm này nó sẽ là một đầu in và một đầu out. 3.5 thì chắc chắn là đầu out rồi, còn đầu in của chúng ta sẽ là đầu Type-C. Đấy là nói về thiết kế của Beam. Vậy thì tính năng và cũng như chất âm thì sao?
Tính năng và chất âm thì rõ ràng đây là một thiết bị DAC mini để giúp chúng ta tăng cường chất lượng âm thanh và xử lý những cái dạng file kiểu DSD, VCM làm sao cho chúng ta có một chất lượng âm trường tốt hơn. Nếu mà bàn kỹ về thông số thì Beam sử dụng con chip Sabre Hi-Fi Shock ES9118 và con chip này sẽ hỗ trợ cho chúng ta xử lý âm thanh PCM và DSD từ 16-32 bit, 32-384 kHz và các bạn có thể xử lý file native DSD 64 hoặc là 128, DOP 64 hoặc là 128. Và công suất đầu ra theo như mình thấy là về mặt lý thuyết các bạn có thể kéo hầu hết tất cả những tai nghe in-ear có mặt trên thị trường khoảng độ 32 ohm kiểu vậy là ok. Còn nếu mà headphone to chành bành thì cái đấy lại là một câu chuyện khác. Và qua quá trình trải nghiệm thì thực ra mình nói luôn là mình cũng không phải là cái dân chơi DSD bởi vì là mình không hardcore đến mức đấy. Mình thử nghiệm với những cái điều kiện thông thường và cũng như là một người dùng thông thường như mình hay sử dụng là đối với điện thoại chạy Spotify, đối với máy nghe nhạc chạy nhạc flash, lossless các thứ và đối với lại PC thì mình thấy cái đầu tiên là khi mà cắm vào thì âm trường trở nên tách bạch và cũng như là nó sáng hơn. Nó cái sự tách bạch nó là rõ rệt mà các bạn có thể cảm nhận được ngay lập tức. Mặc dù là nó không rộng ra nhiều, nó chỉ hơn một chút thôi, các bạn không thấy quá rộng nhưng mà cái sự tách bạch nó là rất rõ rệt và nó giúp cho chúng ta nghe những cái bản nhạc mà có nhiều loại nhạc cụ ấy, nghe nó cảm giác nó không bị rối vào với nhau, nghe khoái hơn. Cái DAC này thì hoạt động tốt với cả PC. Các bạn cắm với PC các bạn cũng sẽ thấy là chất lượng âm thanh mà các bạn nghe nhạc trên PC nó tốt hơn hẳn. Và có một lưu ý nhỏ là các bạn cắm vào PC hoặc là iOS thì trong một số trường hợp nó sẽ cho đầu ra là tốt hơn. Tuy vậy thì cái công suất của chiếc Beam này thì không thể nào mà quá ngon được. Các bạn không thể nào mà hy vọng một cái chất lượng công suất mạnh mẽ tới từ một thiết bị chỉ dùng sẵn công suất từ điện thoại hay là thiết bị mà chúng ta phát ra từ đầu đúng không? Nó phải là có một hẳn một cục DAC cắm điện ngoài cái thứ này kia thì nó mới hoành tráng được. Con này thì nói chung là portable dành cho những người kiểu dân như mình thì là ok. Và đấy là âm trường, cái nổi bật nhất và chúng ta chú ý nhất đó là sự trong sáng và tách bạch, rất tách bạch. Còn các giải khác thì sao? Mình có thể dùng một từ là nó tương đối là gọn và đều cho tất cả các giải. Hầu như là giải bass, giải mid và giải treble đều cho mình cảm giác là nó tương đối là gọn gàng. Không có cái gì bị quá, không có gì bị chói, không có cái gì bị ra ngoài vòng kiểm soát cả. Bass cũng vậy, bass không bị quá dài, không có đuôi, không có xuống quá sâu. Nó gọn, vừa đủ lực, mid cũng vậy. Chi tiết rất là tốt vì rõ ràng bây giờ tách bạch hơn rất là nhiều đúng không? Nghe cảm giác mid rất là khoái và chi tiết. Mid cũng vừa đủ và giòn, nó không bị đuối quá nhiều và âm thanh không kiểu bị V-shape quá nhiều. Giải treble cũng là một giải được bo tròn góc cạnh, nghe khá là ổn, ngọt và tương đối là tròn trịa, nó không hề bị tình trạng chói và gắt. Đấy là cái cảm giác chung. Và đối với thiết bị này thì sau khi mà trải nghiệm thì mình chốt lại là nó có một vài ưu điểm như thế này. Thứ nhất là các bạn sẽ có một thiết bị nhỏ gọn có thể dễ dàng cắm và tăng cường âm thanh cho bất kỳ một thiết bị nào xung quanh các bạn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho âm trường nó hơi rộng ra một chút và cũng như là cái sự tách bạch của âm thanh nó trở nên rõ rệt hơn rất là nhiều, nghe chi tiết hơn và âm thanh nghe là tốt hơn. Và cái thứ ba nữa là các cái giải được trở nên tròn trịa và gọn gàng hơn. Đấy là những cái mà các bạn sẽ thu được khi mà bỏ ra 2 triệu mua cái que nhỏ nhỏ này về để cắm vào. Thì anh em nghĩ sao về sản phẩm này? Đây có liệu có là một mức giá tốt không? Và những cái tính năng như vậy đã đủ hấp dẫn anh em hay không? Thì các bạn comment bên dưới, inbox với mình, anh em cùng chém gió chia sẻ. Và nếu như các bạn cảm thấy thích video này thì có thể là liên hệ với Tai Nghe Việt, hỏi han các anh ý thêm, trao đổi thêm và cũng như là ủng hộ mình bằng cách là bấm like, share video và cũng như là subscribe channel Nam Anh Studio. Đồng thời là nếu mà đi mua đồ ở Tai Nghe Việt ấy, thì cứ bảo là mình xem ở trên kênh Nam Anh Studio. Các anh ấy mà bảo với mình thì mình cũng thấy vui lắm. Cảm ơn các bạn. Còn video đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video sau. Bye.